皆さん、おはようございます。今日はまた、優しい日本語で書いたニュースを勉強しましょう。いいですか？Các bạn đây là một cửa hiệu sách của bên Nhật Bản. Nếu mà bạn nào ở bên Nhật thì hãy cố gắng vào cửa hiệu sách một lần nhé. Cho dù mình không mua sách nhưng mà hãy vào trong hiệu sách của Nhật Bản để cảm nhận cái không khí gọi là tri thức. Trong đấy có rất là nhiều sách. Các bạn hãy đi đến quầy sách ngoại ngữ, ngay Google xem là có sách của thầy Dũng đặt ở đấy không, đúng không ạ? Đây có mấy cửa hiệu rất là lớn, ví dụ như là Kinokuniya này. Các bạn có hay đọc sách không? Thầy dạo này thỉnh thoảng vài hiệu sách mua cả chục cuốn sách này luôn, nhưng mà cứ đọc được một nửa nửa, hay là một phần hai, hay là một phần ba, một phần tư chẳng hạn, thì lại bị dừng lại bởi vì thấy nó không hay lắm nên là lại thôi. Nên là tính ra tầm một tháng chắc là đọc được tầm một cuốn, tầm tầm đấy, một tháng được một cuốn. Không biết các bạn một tháng đọc được một cuốn sách nào không? Đấy, rồi chúng ta nhóm bắt đầu. Ok, thầy vừa nói chuyện về việc liên quan đến đọc sách thì hôm nay chúng ta sẽ có bài đọc sách luôn. Đấy, như nào? Nội dung tiêu đề bài ngày hôm nay đó chính là 62% の人が, đúng không? Ở trong ngoặc này, ở trong ngoặc là cái số liệu người ta điều tra đấy. Đã. Ở trong mặt là cái số liệu người ta điều tra nhá. Đấy. Đã. 1 ヶ月 ni, đúng không? 1冊 mo hon o yomanai. Tức là 6 phần 2, 62% người được điều tra thì là gì đấy? Thì là một tháng họ cũng đọc không được một cuốn sách nào cả. 1冊 mo yomanai. Đúng không? 100 người thì có 62 người không đọc một cuốn nào cả. Đúng không? Đấy, được chưa? Đấy, nội dung là đơn giản như thế nhá. Tiếp theo chúng ta đi vào nội dung cụ thể. Ở đây chúng ta sẽ có là chủ ngữ, những chữ hóa đây, cái ông này, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ dịch đến cái động từ này, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ có là bưng cà chô, bưng cà chô, bưng cà là văn hóa đúng không? Bưng cà chô là gì? Chô thường là cục hay là bộ, đúng không? Trong này chúng ta có thể dịch là bộ văn hóa, được chưa nào? Bộ văn hóa hay là tổng cục văn hóa đi. Shirabetemasu là gì nhỉ? Là điều tra. Tổng cục văn hóa đã điều tra về về cái siêu cảm. Siêu cảm là gì nhỉ? Thói quen, đúng không? Về thói quen đọc sách, đúng không nào? Hay 5 năm một lần. Đấy, cái 5 năm người ta lại điều tra để người ta so sánh xem như thế nào. Tiếp theo, Kotoshi wa, năm nay. Thì ở đây chúng ta sẽ có thấy là gì nhỉ? Có ngân này người đã trả lời cho câu hỏi đó, được chưa? Năm nay thì có 3.559 người trên 16 tuổi trả lời cho cái CIV này, cho cái bản điều tra này, ăn cái tội này, chưa? 今年は16歳以上の 3559人 đã 答えました. Đấy chưa? Tiếp theo nhá. Nào. Smartphone などの画面で本あ読む本を入れて1ヶ月に何冊本を読むか聞きました。Đúng không? Tức là ở đây chúng ta thấy là gì nhỉ? Hồng mộ y đê tê ga mèn đê. Có này gì cả gì? Thêm, đúng không? Thêm cả cái việc là đọc sách qua màn hình điện thoại, đúng không? Vào cái bảng điều tra đó, thêm cả việc đọc sách qua màn hình, đúng không? Đấy, vào cái bảng điều tra thì người ta đã hỏi rằng là kikimasta, trong những người đã hỏi rằng là một tháng, đúng không, bạn đọc mấy cuốn sách? Được chưa nào? Bình thường đọc sách là đọc sách giấy thôi, đúng không? Nhưng mà tính cả đọc sách bằng điện thoại nữa, đúng không? Có bao gồm cả sách điện thoại thì một tháng bạn đọc bao nhiêu cuốn sách? Được chưa? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ có đáp án là gì đây? 1冊 mo yomanai to kotaeta hito ga 62点, đúng không? Thêm cái đây chúng ta sẽ đọc là tên 6% deshita, đúng không? Tại vì đây là gì? Người trả lời mà, nên là chúng ta phải để quá khứ đã trả lời, đúng không? Tức là số người trả lời rằng là không đọc một cuốn nào cả. Cô tài tạ tố là rằng thì mà là, đúng không? Trả lời rằng là không đọc một cuốn nào cả thì là 62,6%, phải không ạ? Japan Store, dễ không? Tiếp theo, ở đây chúng ta có hãy là gì đây? 5 năm mai to kurabete 15 point izo fuete. Wow. 今までで一番多くなりました. Ở đây
này là 62,6%. Point độ đây là điểm đúng không? 0 point độ. Thì 5 năm trước thì nó sẽ là 47% mọi người ạ. 47%. À. Vậy thì cộng với lại là 15% sẽ là 62, đúng không? Thì ở đây người ta ghi là tăng trên 65 điểm. Điểm đây tức là phần trăm đấy. À đó, không phải 65. Tăng trên 15 điểm tức là 15% so với 5 năm trước. Được chưa? Và cho tính đến thời điểm hiện tại thì nó là nhiều nhất. Đúng không? Ngày trước là 47%, bây giờ người ta lại càng người đọc sách thêm, đúng không nào? 62,6% là người ta không đọc cuốn sách nào cả. Tiếp theo, hãy không có yêu một điều, điều đây là đọc số điều tức là lượng đọc sách, đúng không? Skunakunatte de to kotai ta hito wa 69% deshita. À, số người trả lời rằng là cái lượng đọc sách này bị ít đi là 69%. Bây giờ 69%. Tiếp nha. Đấy. Nào. Ba dòng cuối cùng. Bài này hôm nay quá là ngắn rồi. Nào, tiếp theo mọi người. À, không có yomanai ryū de ichiban ooi no wa ma smartphone ya pasukon nado o tsukatte te hon o yomu jikan ga nai deshita. Ở đây những câu này khi mà làm bảng ăn cái tội thì người ta đưa ra những cái dạng gì nhá, đáp án 1, 2, 3 này đúng không? Hãy khoanh tròn vào 1, 2, 3, 1, 2, 3 được chưa? Ôi nổ á này, nổ đây là gì các bạn không muốn cho thầy thế nào? Không có yoga này thì điều đấy chỉ bằng ôi nổ á. Trong cái lý do không đọc sách, điều đấy này, trong cái lý do không đọc sách thì nổ ở đây nó bằng vậy thằng điều này. Thì cái lý do lớn nhất là cái lý do ở trong ngoặc. Được chưa? Là đằng sau á. Lý do lớn nhất là gì nhớ? Là bởi vì tôi sử dụng máy tính và điện thoại nên là không có thời gian đọc sách. Ok chưa? Tiếp theo. Tsugi ni oi no wa shigoto ya benkyō ga ishogashii deshita. Nên là tsugi ni oi no wa tức là lý do lớn thứ hai thì là ôi rồi ôi tôi bận học, tôi bận làm việc nên là không có thời gian đọc sách đâu, đúng không nào? Hết rồi đúng không? Đấy. Còn câu cuối cùng bưng cà chua đúng không? Bưng cà chua á nani o shita ra minna ga hon o motto yomu you ni naru ka kangaemasu to hanashite imasu. Nani o shita ra minna ga không có một từ yếu mưu yếu như nào được cả càng ngày mắt thế nào thì chúng ta sẽ thấy là bưng cạ trò đây này họ nói rằng là họ đã nói chuyện đúng không nào? Nói chuyện rằng là đúng không, nói chuyện rằng là bắt đầu chúng ta dịch đúng không, dịch thằng này tiếp càng ngày mắt chúng tôi sẽ suy nghĩ đúng không? Đấy, cục văn hóa đã nói chuyện rằng là chúng tôi sẽ suy nghĩ để làm sao, làm thế nào để mọi người có thể đó, mọi người có thể đọc đọc nhiều sách hơn nữa. Nhiều sách tạ, mình nên có không có một tôi yêu mưu đi nơi cả càng ngày mai. Hết rồi, à, xong rồi nhá. Đấy, bài ngày hôm nay quá là dễ đúng không nào? Để xem lại xem có cái gì chúng ta cần phải lưu ý không? Không có cái gì lưu ý cả. Có mỗi cái ông bưng cà chò này thôi. À, bưng cà chò là cục văn hóa, bộ văn hóa là tổng cục văn hóa, thấy chưa? Thì sang tiếng Việt là như thế. Thông qua những cái bài này chúng ta sẽ biết thêm được rất là nhiều những cái danh từ riêng, cục văn hóa hay là bộ lao động sức khỏe nó phúc lợi các thứ đều có trong những cái bài viết này hết, người ta hay có những bài điều tra như vậy nhá. Hey, ok được chưa, kết thúc tại đây, bye bye mọi người nhá.